Thưa quý vị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri được công nhận là đô thị loại 5 vào năm 2020. Qua đó đã được đầu tư nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế xã hội như nâng cấp, nhựa hóa các tuyến đường, xây dựng các công trình thoát nước và liên kết sản xuất tại địa phương. Trên cơ sở này, xã Tân Xuân đang phấn đấu hoàn chỉnh và nâng chất tiêu chuẩn của đô thị loại 5, làm tiền đề để tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới và đề án đô thị loại 4 trong tương lai. Hiện tổng số km đường trục xã của Tân Xuân được nhựa hóa đạt 100%, đường trục ấp xóm được cứng hóa trên 60%, đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%, trong đó được bê tông đạt trên 92%, riêng hệ thống thủy lợi cũng được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. Sản xuất nông nghiệp có bước tiến đáng kể, nhiều mô hình công nghệ cao theo hướng an toàn được áp dụng, cùng với đó tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại ngày càng được quan tâm và từng bước phát triển. Chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn trên 7%. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tân Xuân đã xây dựng kế hoạch nâng chất đô thị loại 5 với các nhiệm vụ cụ thể như từng bước chỉnh trang khu trung tâm xã, đồng thời mở rộng không gian đô thị. Song song đó thực hiện 7 tiêu chuẩn chưa đạt gồm mật độ dân số, cơ sở y tế cấp đô thị, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng, mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước và đất cây xanh toàn đô thị. Để tổ chức thực hiện thành công, Ủy ban Nhân dân xã đã có kế hoạch phân kỳ, ấn định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và các giải pháp để thực hiện. Theo đó, đã tiến hành thực hiện đạt 3 tiêu chí vào năm 2022. Đó là tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính và đất cây xanh toàn đô thị. Hiện toàn xã có 3 tuyến đường chính gồm đường tỉnh 883, 881, đường huyện 16 đã được chiếu sáng. Tuy nhiên, đường tỉnh 881 và đường huyện 16 đang trong giai đoạn nâng cấp nên chỉ mới lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở một số điểm chính. Dự kiến đến cuối năm 2023 này, hệ thống chiếu sáng sẽ hoàn chỉnh. Cùng với đó, bằng nguồn vốn đô thị đã đầu tư tương đối hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước trên đường huyện 10, đường vành đai 5, nâng mật độ cống thoát nước đạt trên 2,7 km. Dự kiến trong năm nay sẽ nâng cấp thêm đường huyện 16 đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ngoài ra, xã sẽ tiến hành khảo sát diện tích đất cây xanh hộ dân và đất cây xanh đô thị, vận động nhân dân trồng cây xanh theo các tuyến đường, phấn đấu đạt 7 mét vuông một người. Để xây dựng Tân Xuân xứng tầm với tiềm năng lợi thế sẵn có, thì điểm mấu chốt hiện nay là địa phương phải phấn đấu nâng chất các tiêu chí loại 5 và hoàn thành các tiêu chuẩn chưa đạt. Vì vậy, để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra thời gian tới, Tân Xuân sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc nâng chất đô thị, kết hợp đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Bản thân tôi trước hết là tôi chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Thứ hai là tôi thực hiện tốt các cái cuộc vận động do địa phương phát động và luôn gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào xây dựng khu đô thị loại 5 và xã nông thôn mới. Tôi luôn động viên gia đình, người thân chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực nhiệt tình ủng hộ và tham gia cái phong trào. Bản thân tôi là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức đến với bà con, người hiểu giúp người chưa hiểu để bà con đồng lòng xây dựng khu đô thị loại 5 và xã nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống gia đình và xây dựng khu đô thị loại 5 và xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn. Theo quyết định số 1210 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, Tân Xuân hiện đạt 13 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Xã đã có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện gắn ngày Chủ nhật nông thôn mới với nội dung chủ yếu là thực hiện tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm và giao thông nhằm góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tôi là người dân ở trong xã nông thôn mới là phải có ý thức và trách nhiệm với cùng với chính quyền cùng nhau thực hiện xây dựng là 7 tiêu chí gia đình văn hóa, tích cực là tham gia với chính quyền và các ban ngành đoàn thể dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường liên tổ, thực hiện ngày Chủ nhật nông thôn mới, chấp hành tốt việc giải sóng bằng đường lộ 173, hàng năm là tham gia đóng góp giao thông nông thôn, tham gia đóng góp vào chương trình an sinh xã hội, cũng như là tham gia đóng góp vào quỹ khuyến học ở địa phương, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như trong việc chấp hành là luật giao thông đường bộ, là khi uống rượu bia là không tham gia giao thông.
Bên cạnh tuyên truyền vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân, Tân Xuân còn tích cực quy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ nâng chất đô thị loại 5 gắn với xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới, quy động sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản, thực phẩm, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời tăng cường phối hợp với ban ngành đoàn thể cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển đô thị, xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó quan tâm đến việc kết nối xã Tân Xuân với các xã trong và ngoài huyện, tạo thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp và không ngừng củng cố hệ thống chính trị, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đô thị ở địa phương. Hội cựu chiến binh là nhận hai cái nhiệm vụ quan trọng. Một là xây dựng các tuyến đường ở trong xã, là một là phát quang, hai là trồng hoa kiểng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh là môi trường theo các tuyến đường trong xã được sáng xanh tươi và sạch đẹp. Ngoài cái đó ra thì hội cựu chiến binh còn vận động là các nhà mạnh thường quân đóng góp là xây dựng bóng đèn đường. Riêng cái hội cựu chiến binh thì xây dựng cái mô hình 5 cộng 1 để giúp nhau là giảm nghèo và vươn lên khá giàu, để làm sao là góp phần trong cái việc thực hiện công tác giảm nghèo, sớm giảm nghèo nhanh và bền vững. Thì có thể nói vai trò của phụ nữ hết sức là quan trọng trong việc đóng góp vào các cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị. Nổi bật đó là sự tham gia thực hiện các cái tiêu chí trong 19 tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới. Thì hội cũng đã tập trung thực hiện các cái giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập bằng cách là hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tham gia phong trào là phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Những cái hoạt động của hội đã giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương là xây dựng xã nông thôn mới và đô thị. Thì các cái hoạt động triển khai được hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng đã góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, từ đó hạn chế ô nhiễm môi trường trong nông thôn. Qua hơn 2 năm xã được công nhận đô thị loại 5, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp tập trung, nỗ lực cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nên công tác hoàn chỉnh và nâng chất đô thị đã đạt một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục củng cố hoàn chỉnh nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại 5 gắn với xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới, thời gian tới, Ban chỉ đạo xã cùng với hệ thống chính trị sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí vai trò chủ thể của mình trong các phần việc. Chính người dân là yếu tố quyết định đến kết quả xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới, và cũng chính người dân là người thụ hưởng trực tiếp từ những thành quả do đô thị, nông thôn mới mang lại. Đồng thời tập trung chỉnh trang mở rộng, nâng chất hạ tầng đô thị trung tâm, trong đó sử dụng hiệu quả nguồn vốn phân bổ, kết hợp vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, mở rộng nâng cấp các tuyến đường nội thị, xây dựng mới cống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, trồng thêm cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Thì trong cái lộ trình thì đây tới cuối năm nay thì Tân Xuân cũng sẽ hoàn thành đạt được hai cái tiêu chuẩn tiếp theo. Thứ nhất là về cái mật độ cây xanh và cái thứ hai là đường. Cái xây dựng nông thôn mới thì hiện nay Tân Xuân cũng theo cái tiêu chuẩn mới thì đạt là 14 trên 19 cái tiêu chí. Thì cũng nhờ được sự trên quan tâm, hỗ trợ. Ngay từ đầu năm, chỗ đảng ủy cũng có xây dựng nghị quyết, chỗ ủy ban cũng ban hành kế hoạch là năm nay phải hoàn thành cái tiêu chí số 17, là cái tiêu chí môi trường. Thì hàng năm ở địa bàn của xã thì vận động mỗi năm cũng trên hơn 700 triệu đồng về cái vốn giao thông thôn. Hiện giờ cũng đang đạt là cái cơ sở hạ tầng nông thôn cũng đạt trên 70% về cái bê tông và các tuyến đường cứng quá. Với sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, xã Tân Xuân sẽ sớm hoàn chỉnh và nâng chất 59 tiêu chuẩn của đô thị loại 5, qua đó làm tiền đề để địa phương tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2025 và đề án đô thị loại 4 trong tương lai.